Xin chào tất cả cô chú anh chị đã cùng quay trở lại với kênh mua bán xe cũ chính hãng của nhóm xe cũ Văn Thắng và em là Minh Long. Thì chiều ngày hôm qua anh chị thì nhóm xe cũ Văn Thắng có thu thành công một chiếc Toyota Cross phiên bản 1.8V đời 2021. Và sáng ngày hôm nay thì em Long lên video để gửi tới cho anh chị liền. Em Long cũng đã có một cái sự trải nghiệm ở trên chính chiếc xe này. Và em Long cảm giác rằng Cross luôn luôn là một sự lựa chọn mà anh chị đang hướng tới một chiếc xe 5 chỗ gầm cao. Thì anh chị nên trải nghiệm thử anh chị nha. Đi rất là sướng, đi rất là êm luôn anh chị. Rồi chúng ta quay trở lại với chủ đề chính chiếc xe này. 46.000 cây và giá bán đang là 725 triệu đồng đời 2021. Vẫn còn hỗ trợ ngân hàng được anh chị nha. Đây, hệ thống đèn chiếu sáng em giới thiệu sơ qua là hệ thống đèn chiếu sáng full LED có đèn pha tự động cho anh chị mình luôn. Rồi, cảm biến va chạm ở phía trước này. Hốc gió được thiết kế được mạ chrome sáng bóng rất là đẹp anh chị. Phần lưới ga lăng thì chúng ta sẽ có thêm một cái chế độ, đó là camera 360 zin theo xe anh chị, rất là nét và rất là đẹp luôn. Đây anh chị coi phần đầu xe của Cross, rất là thể thao anh chị ha. Phần mâm cũng như là phần vỏ của chiếc xe này, mâm này đang là kích thước mâm 18 inch anh chị nha. Mâm càng to thì trong cái xe nó sẽ càng đầm, càng thể thao, càng chắc. Thắng ở phía trước sử dụng là thắng đĩa anh chị, vỏ là vỏ Michelin, thương hiệu vỏ này thì đi rất là êm. Mặc dù là cái độ dày của vỏ nó hơi mỏng nhưng sẽ đổ lại là một chiếc xe đi rất là êm luôn anh chị nha. Lên phía trên này thì chúng ta sẽ được trang bị hệ thống gương. Hệ thống gương này là chiếu, xin lỗi anh chị, hệ thống gương là có cảnh báo điểm mù ở trên cái phần gương này. Và chúng ta có tích hợp đèn báo đại xi nhan ở trên gương. Anh chị để ý với em Long, đây là cái tay nắm cửa và có cảm ứng từ anh chị ha. Bây giờ em Long vuốt này. Đó, cửa sẽ, gương sẽ tự động gập lại anh chị. Em Long vuốt cái nữa. Mở cửa anh chị ha. Đó, thì gương nó sẽ tự động mở ra, rất là tiện đúng không ạ, rất là xịn sò. Phim cách nhiệt cũng có trên chiếc xe này rồi. Đây, em quay xa xa để anh chị mình nhìn cái chiếc Cross 5 chỗ nó sẽ là như thế nào. Đây, như thế này anh chị, rất là hầm hố, rất là đẹp phải không ạ. Xe màu trắng nữa, rất là hợp cho anh chị nào mà mua xe màu trắng đi. Màu đen thì em cũng có một chiếc, thì chút xíu rồi em Long sẽ quay cho anh chị coi nha. Bây giờ chúng ta coi chiếc xe này trước. Hệ thống đèn phía sau được sử dụng hệ thống đèn full LED anh chị ha. Full LED, bốn cảm biến va chạm ở phía sau luôn anh chị, đi rất là an toàn. Xe này thì mức tiêu hao nhiên liệu của nó cũng rất là thấp anh chị, cỡ khoảng đâu đó 6-7 lít trên 100 cây thôi. Đừng kết hợp anh chị nha, anh chị chạy đường trường nó còn ít hơn nữa. Rồi bây giờ em Long sẽ đến với phần nội thất cho anh chị mình coi nha. Và đây sẽ là phần nội thất của chiếc Cross 5 chỗ anh chị. Ghế bằng da có đục lỗ thoáng khí, anh chị mình ngồi rất là thoải mái, rất là mát cái lưng và mát cái mông anh chị ha. Kể cả là bên phía ghế phụ cũng như vậy, phía sau cũng như vậy anh chị. Ghế là sử dụng ghế lái chỉnh điện anh chị nha. Xe này thì đời 2021 nhập Thái Lan. Đó, những cái thương hiệu nào đến từ Thái Lan thì anh chị sẽ rất là tin tưởng đúng không ạ? Bởi vì nó rất là bền, nó rất là ok. Ở trên phần vô lăng chúng ta sẽ được trang bị hệ thống lật làn đường, cảnh báo tiền va chạm, có ga tự động luôn anh chị. Bên này thì chúng ta sẽ có đàm thoại làn tay, tăng giảm âm lượng. Rồi, có một cái điều này em chia sẻ với anh chị trên chiếc Cross, đó là cái hệ thống đèn. Ngày hôm qua em Long đi vào buổi chiều tối, khoảng tầm 8-9 giờ tối em Long mới về tới nhà anh chị. Thì cái hệ thống đèn này em thấy rằng nó rất tuyệt vời. Bởi vì sao? Bởi vì dưới này nó có cái đèn pha tự động anh chị thấy không? Đó, thì khi mà chúng ta đi vào những cái khung đường mà nó trời quá tối thì chúng ta buộc phải bật đèn pha để chúng ta thấy được cái cảnh nó xa hơn. Thì khi mà chúng ta kích hoạt cái hệ thống đèn này lên, thì nếu như có một cái xe đối diện nó chạy ngược chiều với chúng ta thì hệ thống đèn sẽ tự động kích hoạt tắt hoặc là giảm bớt cái hiệu năng của ánh sáng để cho cái đè xe ở phía trước nó không bị chói mắt anh chị. Rất là tiện, chúng ta không phải bật tắt liên tục. Nó rất là tiện anh chị nha. Đó, thì anh chị nào muốn trải nghiệm thì có thể là lên gặp em Long để chúng ta trải nghiệm thử nha. Rồi, màn hình giải trí, đây màn hình giải trí zin theo xe của Toyota. Chất lượng đầu ra của màn hình này, loa nghe cực kỳ hay luôn. Cực kỳ hay luôn anh chị nha. Hệ thống điều hòa hai vùng độc lập. Hệ thống cần số, đây là hộp số tự động 6 cấp anh chị. Đó, có cân bằng điện tử này, có chế độ bán tự động cho chúng ta này. Đối với chiếc xe này thì sẽ không sử dụng thắng tay cũng như là thắng điện tử anh chị ha, mà nó là sử dụng thắng chân. Đây, cái thắng chân này anh chị, chúng ta cứ hình dung như là anh chị kéo thắng tay, hạ thắng tay, thì bây giờ là anh chị chuyển sang là đạp anh chị nha. Chúng ta không dùng tay mà chúng ta dùng chân anh chị nha. Lịch bảo dưỡng định kỳ tiếp theo là 50.000 cây và chất xe bây giờ hiện tại đang là 46.000 cây. Rồi tiếp tục chúng ta đến với hàng ghế thứ hai.
Đó thì em Long cao 1m7 anh chị, cao 1m7 và hơi ốm một tí xíu. Thì em Long ngồi với cái không gian sử dụng này thì em cảm thấy là cực kỳ rộng rãi và thoải mái. Cái độ ngã lưng ghế chúng ta có thể điều chỉnh được ở trên này anh chị nha. Đó, có thể lên một tí xíu. À, em Long đang cầm máy quay thì em Long không có thao tác được cho anh chị. Nhưng mà cái độ ngã lưng ghế này thì em thấy và em cảm nhận là ngồi nó đủ rồi anh chị, thoải mái rồi. À, rất là tiện cho anh chị mình đi 5 người ha. Chân này vẫn đang là nỉ zin theo xe. Có một cái cửa sổ trời này anh chị nè. Đó. Các bé ở nhà sẽ rất là thích cái cửa sổ trời này. Có thể nhìn được không gian ở phía bên ngoài. Trong cái xe nó sẽ thoáng hơn khi mà chúng ta sử dụng ha. Rồi tiếp đến ở phía dưới này, anh chị sẽ thấy là có hai cái đốc sạc nha anh chị nha. Đốc sạc 2.1A. Đó, hai đốc sạc này thì đủ để cho anh chị mình có thể sạc những cái thiết bị rồi. Phía sau có cửa gió điều hòa. Và cái dàn lạnh của Toyota thì cũng đã góp phần một gì đó là cái thương hiệu của Toyota này anh chị. Lạnh rất là nhanh, lạnh rất là sâu ha anh chị ha. Đó, một chiếc xe tuyệt vời. Trong phân khúc SUV hạng B gầm cao 5 chỗ anh chị nha. Rồi giá bán hiện tại của chiếc xe này đang là 725 triệu đồng hỗ trợ ngân hàng. Cô chú anh chị nào quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp với số hotline của nhóm để được tư vấn và hỗ trợ anh chị nha. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị ở những chiếc xe đẹp tiếp theo ạ.